Tôi đã điều tra về người phụ nữ này rồi. Cô ta là một trong những người tiên phong về lĩnh vực spa tại Sài Gòn. Khoảng gần 20 năm trước, cô ta đã mở quán đầu tiên của mình. Hiện tại thì cô ta đang có 5 cơ sở kinh doanh, nhưng lại không có một cơ sở nào ở Hà Nội cả. Mặc dù cô ta là người ở đây, thương hiệu của cô ta thời điểm đó khá là sốt. Mà tôi không hiểu vì sao cô ta sinh ra trong một gia đình cơ bản, trước chỉ là một thư ký bình thường, mà lại nhiều tiền để đầu tư vào lĩnh vực này như thế. Hay là chị ấy lấy chồng đại gia? Rất nhiều những người phụ nữ đã lựa chọn cách làm giàu bằng cách lấy đại gia đó. Không, cô ta chưa hề kết hôn. Vẫn chưa kết hôn à? Phải. Nào, có cách nào điều tra xem chị ta lấy nguồn tiền đầu tư từ đâu không? Rất có thể là từ một sugar daddy nào đó. Cái này thì tôi đang điều tra rồi ạ. Gần 20 năm kinh doanh rồi hả? Chắc chắn là phải có phút nào chứ, đúng không? Có chứ. Trước cô ta có dính một vụ lùm xùm với cổ đông. Nghe nói là đối tác của cô ta rất giàu về lực kinh tế. Nhưng mà cuối cùng Trúc Lam lại là người giành được thương hiệu này. Chắc chắn là dùng chiêu trò gì rồi. Cô gái này nhìn vậy thôi chứ không hề đơn giản đâu. Phụ nữ càng đẹp thì càng nguy hiểm thôi. Thế này là thế nào? Phí chia tay à? Em nhận lấy đi. Anh cũng không biết nói với em thế nào. Coi như là đền bù cho em. Bù đắp á? Anh không còn cách giao tiếp nào ngoài việc ném cho em một cục tiền à? 20 năm trước anh thế, bây giờ anh vẫn thế. Trúc Lam, anh không thể đem lại hạnh phúc cho em đâu. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, em đã xác định rõ điều đó rồi. Lam. Thực sự thì người phụ nữ này là ai hả? À, đây là đối tác của bố. Đối tác đã cùng ông giết mẹ tôi 20 năm trước đúng không? Bà xã anh bắt đầu nghi ngờ đấy. Bà mà biết ý, ta tát hết